Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ hai của chim Hoppy mình. Giờ thì mình đang chuẩn bị chăn. Thái độ vẫn chưa chịu hợp tác với các bạn ạ. Nó vẫn còn kiểu hơi sợ sợ. Chim con chim khá là không hợp tác các bạn ạ. Vừa mới cho nó ăn xong nhưng mà nó vẫn chưa dám nhảy qua găng cho lắm, vẫn chưa dám nhảy một cái nào luôn từ nãy giờ. Nó vẫn còn hơi kiểu sợ mình. Mình vừa mới chăn nó xong giờ thì đang cầm cho nó quen. Nó vẫn hơi sợ mình.